Em biết vô chồng mình qua là em biết mua nguyên một cái thùng 20 lon bia. Giờ mình đang xếp bia vào tủ lạnh nè. Để có gì là bố mẹ bố chồng mình với em cứ sẽ uống bia với nhau. Đấy, tại vì hai bố con cũng lâu lâu không gặp nhau á, cho nên là có người uống chung nó sẽ vui hơn. Chứ bình thường á, là ăn quýt đi làm về là uống 2-3 lon gì đó xong để đi ngủ á, chứ đâu có uống với ai đâu. Đấy, đây là quà mà mình mua tặng mẹ chồng mình nè, quà sinh nhật của mẹ chồng mình đó, mà tính đưa từ cái hôm mà đi đám cưới cơ. À, nhưng mà do là hôm ấy đông người nè, xong rồi cũng cũng không có kịp làm gì hết á, nên mình nói thôi để sẵn mẹ qua đây rồi có gì làm sinh nhật cho mẹ luôn. Đấy, thì đây là thiệp sinh nhật nè. Đấy, còn trong đây là quà, thì có gì tối mẹ chồng mình mở quà thì mình sẽ quay lại cho mọi người coi nhé. Quà cũng đơn giản lắm, mọi người đừng có mong đợi nhiều nha. Và hôm nay thì mình sẽ làm bánh sinh nhật tặng mẹ chồng mình nữa. Thì nó rất là đơn giản thôi, tại vì những cái thứ này mình có thể dễ dàng mua ở những cái chợ Mỹ nè, Kroger, Walmart hay là Publix gì cũng có hết á. Đây là những cái loại mà bột bánh mà họ mix sẵn cho mình rồi, cho nên là mình chỉ có việc là bỏ thêm trứng nè, rồi là mình có bỏ bơ nè, nói chung là hướng dẫn sử dụng mà đằng sau nè mọi người. Đấy, thì mình sẽ bỏ khoảng 2 muỗng bơ. Đấy, tí nữa mình sẽ cắt ra xong mình bỏ vào đây cho nó microwave cho nó tan chảy ra. Còn mình sẽ chọn hôm nay mình làm hai loại bánh. Thứ nhất là không phải hai loại bánh mà là mình mix hai cái loại này thành một, tức là cái vị mà bên trong của nó sẽ là vị dâu, còn ở bên ngoài thì sẽ là vị cheesecake và vị cream cheese đó. Cái này và cái kimchi này sẽ mix với nhau đó, và sau đó thì sẽ rắc cái hạt này lên trên này rất là dễ thương. Cái này là sô cô la nhé mọi người, cái chocolate đó, và hai trái trứng nè, một chút xíu nước nè đó, và ở đây thì là không thể thiếu là nến, nến sinh nhật. Ok, giờ mình sẽ bắt tay vô làm nha. Nãy mình quên là mình chưa giới thiệu mọi người là mình bỏ thêm một chút cream cheese vô nữa, kem phô mai đó. Thì mình sẽ có hai cái tô như vậy, một cái tô là sẽ để cho nướng cái gọi là cái bánh mì bên trong á, bánh mì dâu, còn cái này là sẽ để cho phần phô mai và cream cheese, kem phô mai ở lên bỏ lên trên ấy. Đó. Thì giờ mình sẽ bỏ tất cả những cái này vào trong một cái tô. Đấy, rất là thơm. Đấy, đây là kem phô mai nha mọi người, mình để trong ngăn đá cho nên là nó hơi bị đông. Giờ mình sẽ bỏ vào microwave cho nó quay tiếp. Cái bột này vô đây. Xong rồi mình sẽ bỏ thêm một trái trứng. Rồi bỏ thêm một chút bơ. Rồi tiếp theo nữa là bỏ thêm một chút xíu nước. Sẽ trộn đều lên nha. Được 10 phút rồi á, thì mình sẽ lấy bánh ra. Sau rồi mình sẽ đổ cái hỗn hợp mà hồi nãy mình mới mix trong á, cái hỗn hợp cream cheese á. Đó, nhìn nó sánh mịn ngon chưa này mọi người. Đấy, rất là thơm ngon nhá. Đấy. Xong rồi là mình lại bỏ vô lò tiếp, nướng tiếp thêm khoảng 15 phút nữa, 15 đến 20 phút nữa. Rồi mình lấy ra là được thôi.
À, giờ mình đang hâm đồ ăn ở đây để ăn tối nè. À, tại vì là giờ mình ăn tối có mình thôi, anh Chris đi làm đến 10 giờ rồi, 10 rưỡi tối mới về lận. À, bố mẹ chồng mình thì nhắn tin nói là chắc là khoảng 10 cũng 10 giờ tối, 10 rưỡi tối gì đó bố mẹ chồng mình mới qua tới nơi. Cho nên là thôi giờ mình cứ ăn cơm tối trước đi, xong bắt đầu là mình sẽ đi dọn dẹp nhà cửa rồi chờ bố mẹ chồng mình và anh Chris về thôi. Đây mọi người ơi, bánh kem đã được rồi đây. Bánh sinh nhật đã được rồi đây, rất là thơm. Rất là thơm mùi bơ và mùi mùi trứng và mùi phô mai. Đấy, rất là ngon nhé mọi người, nó vẫn còn hơi nóng ở dưới một xíu. Đấy. Xong bây giờ mình sẽ rắc em này lên, không mà đợi nó nguội á, xong mình sẽ rắc cái sô cô la này lên. Xong rồi là mình sẽ cắm nến vô, rồi bố mẹ chồng mình qua là mình sẽ xử thôi. Ok, bánh đã nguội rồi, giờ mình sẽ rắc những cái sô cô la lên. Đó, nhìn nó rất là đẹp luôn. Là không ăn được đâu. Và giờ sẽ là cắm nến và sẵn sàng thôi. Đấy, tác phẩm của mình đã hoàn thành. À, nhìn không được đẹp cho lắm. À, tại vì là mình của cái có cái lẽ ra phải có cái gọi là gì ta? Whipping cream mình bỏ lên trên này nè. Nhưng mà cái whipping cream của mình nó chắc là nó cũ rồi cho nên nó không có ra nữa, nên mình không có xài được nó nữa đó, nên là mình phải rắc đỡ lên trên vậy thôi đó. Nhưng mà rất là chất lượng, rất là ngon nhá. Đấy, mong là mẹ chồng mình sẽ thích nè. Ok mọi người, bố mẹ chồng mình mới tới rồi nè. Em Bella đang ở ngoài kia là đang sủa ầm ĩ lên rồi, thấy xe đậu trước cửa rồi đó. Còn anh Chris thì về nhà. À, bố mẹ chồng mình là hả 11 giờ, bây giờ là 11 giờ khuya rồi, 11 giờ 15 khuya đó thì bố mẹ chồng mình mới qua. Thế là anh Chris thì về từ 10 rưỡi rồi. Anh Chris là phải thắp nến ở cái bánh kem sinh nhật mà mình làm á đó. Bây giờ là đợi bố mẹ mình mở cửa nhé. Ok, giờ cả nhà mình sẽ ăn bánh sinh nhật. À, Daddy, I bought some caramel popcorn too. Oh, a caramel popcorn? Yes. Caramel popcorn is awesome. Đây, mình sẽ mang cả cái này ra cho cả nhà mình ăn. Đấy, nguyên một bịch to luôn này. Here, Daddy. So good. Salted caramel popcorn. Oh wow, check this out. Makes it good. Betty, go with beer, that. Go with beer. I'll let you open it, Chris. You'll have it up. You'll have it. I'll let Chris open it. Okay, I will get some knife for you to cut the cake. Yeah, just a little piece. Oh, that looks good. That's a really big.
it back. That's really good. Bella. I think Bella knows us now. Aww. Bella, Bella, they say dogs really remember people. Mm-hmm. I won't eat any. Oh, you ate half a bag of licorice. You want some of this pizza? No. Okay. Okay. No. It's kind of like, oh, Bella, goodness gracious. Is that good, baby? Popcorn's really good. I was surprised. Oh, really good. Not as good as this. Anything with cream cheese in it is right up my alley. You make that today? Yeah. For my birthday. Really good. That's okay. I like late birthdays. Where's the present? Yeah, birthday? Oh, huh? Oh my gosh, it's there. Oh yeah, I know. Just wait. Maybe I can you send me the phone or something for mom? Sure. Just a birthday. And of course, that one piece. Okay. I don't share with him. I do. I do. Ooh, this looks really good. Mmm. And we have something else. Oh my god. Oh my god. You really are having a birthday party at. Party at Christmas and Christmas. It's not something much, but I hope you like it. You are the only, you're not Dolce. It's a nice card. Mm. That's a really nice card. Oh, that's a really sweet card. Oh, I don't know. I was waiting for you to pull it back. This is a really nice card. Oh, you knew I liked this pink sheet. Yeah, did I tell you that? Yeah, You really did remember that? Oh, they're so pretty. And every time, and they lasted. Yeah, you lasted forever. I have wanted it, like, these shoes that I liked. Remember these? And I really like that. You heard me talk about, the shoes are going to disappear. I love, and we, oh, wow. I hope that it fits you because it's the biggest size I have. Oh, yeah, of course they'll fit me. Well, her feet are two different sizes. I have one foot that's a little bit bigger than the other. Oh. Oh, they're perfect. I think over time, like, while you wash it or something. I'm sure you picked it out, right, son? On me. I almost believe that, right? Yeah. Mm-hmm. Oh, they fit perfect. They're no, just I think I know better. Perfect size. Unreal. But I know that one of my sandals, I wear it over time and it's getting bigger. Oh, is it? Uh-huh. Yeah, they fit perfect. But I have a purse this color, and I didn't remember I had it. Đấy. Đây là đôi dép mà cái hôm mà qua nhà bố mẹ chồng mình chơi ấy, mình nhớ là bố mẹ chồng mình là mẹ chồng mình rất là thích cái đôi dép mà mình cũng đã đi của mình có đôi y chang vậy nè. Oh look. Isn't that neat? Oh, it is my color. Yeah. And if you knew how much coffee I drank, you'd. Oh, and you have this spoon so you don't never have to charge it. Oh, and it has a thing to clean it's it too. It's a little straw, honey. I can't buy straws anymore. Yeah, I have the thing to clean it too. Oh my gosh, look at that. Lucky there, I'm in business. That is so cool. Wow. This is really neat. We have something going with store drinks all the time. Is that the store too? This is really neat. Oh, yeah. This is really cool. I wonder if you can wash that in the dishwasher. Yeah. I never do that. Yeah, you can. Oh, really? Mm-hmm. That is really neat. Thank that you. Neat. I love my shoes and I love my new cup. Well, it's neat too. A bit straw, so. I know that's actually really neat. I mean, it's neat. Thank you. Neat. I love it. Are you going to have some, Chris? I do. Oh, he already eats one piece. You don't have to wait for him. Oh, it's good. Oh, this is a great birthday. And tomorrow. What is the plan for tomorrow? What is the plan for tomorrow? I don't know. We'll go to the lake. We gotta get the air compressor working. Oh, I can get that working, no problem, I know. Obviously you can't. I can. My air compressor. Papa. What's that, baby? Oh my god, this now is the how's the garbage disposal? Don't work. It doesn't work at all? To be honest, we just never really use it though. What's that? Garbage disposal. The garbage disposal. Oh, yeah.
We never use it. We never use it after. I don't use mine very often. Got going. I don't use mine either. And the thing was sitting on top. I tried to turn it on one time just to make sure it did work. Mm-hmm. And we were running water to it. Mm-hmm. Never started up. But we never, I mean, we never. We put that new black thing in there. Just trying to keep it from. Right. We never even took the thing off. Mm-hmm. That thing still was brand new. But the hot water heater got ruined your carpet? Or damaged your carpet? Yeah, not too bad. It didn't look good when I did it. But I just bought two big new bottles of Spot Shot. Mm. I used. Xin lỗi mọi người là mình không có quay được nhiều tại vì bố mẹ chồng mình qua đây thì cũng không hẳn là để chơi đâu, mà để nói chung giúp đỡ tụi mình một vài cái thủ tục giấy tờ ấy. Cho nên là nãy giờ thì tụi mình cũng ngồi đây nói chuyện với bố mẹ chồng mình nè, xong rồi cái ăn bánh sinh nhật, bánh rất là ngon luôn. Đấy, đây mẹ chồng mình sửa gần hết nửa cái bánh. Khoái lắm. Nãy giờ thì ông bà cũng mệt rồi ấy, thế là mẹ chồng mình thì lên ngủ trước rồi. Còn bố chồng mình với lại anh Quyết thì đang ở ngoài garage hút thuốc hay sao, hút thuốc lá. Đó, xong rồi cái giờ là cả nhà mình cũng chuẩn bị đi ngủ đây. Tại vì bây giờ đang là mấy giờ rồi ta? Bây giờ đang là 1 giờ 37 phút sáng rồi, gần 2 giờ sáng rồi đó mọi người. Đấy, giờ thì bây giờ mình sẽ đi ngủ nè. Và sáng mai thì không biết là sẽ đi đâu, làm gì đây, để xem là mình sẽ hỏi bố mẹ chồng mình coi là bố mẹ chồng mình có muốn đi ăn các món Việt hay không, hay là đi chợ Hồng Kông hay không nha. Rồi ngày mai mình sẽ quay tiếp video cho mọi người coi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này nha. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.